Tiếp nối thành công qua 16 năm triển khai, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Long An ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi lần thứ 17 năm 2024 nhằm lựa chọn những ý tưởng hay, mô hình sáng tạo, giới thiệu tham gia cuộc thi cấp toàn quốc lần thứ 20 năm 2024. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 17 năm 2024 tiếp tục khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ, trở thành những nhà khoa học, nhà sáng chế tương lai. Theo đó, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi từ 6 đến 19 đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh, có thể tham gia cá nhân hoặc tập thể, tối đa 5 người một nhóm. Đề tài dự thi thuộc các lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Trong tháng 3 2024, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia, sau đó triển khai thực hiện, tiếp nhận, tổng hợp các đề tài dự thi cấp tỉnh từ ngày phát động đến hết tháng 6 2024, tổ chức chấm điểm, tổng kết và phát thưởng từ tháng 7 đến tháng 11 2024.